chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần kế tiếp thì chúng ta có những sự kiện như thế này trong tuần kế tiếp đó thì thứ hai thứ ba và thứ tư chúng ta cũng không có nhiều những thông tin gọi là thú vị cần phải quan tâm đâu nhưng mà tới ngày thứ năm của tuần sau đó thì chúng ta sẽ có gdp công bố tại hoa kỳ và chúng ta thấy được là GDP là tổng sản lượng quốc đội thì ước tính bây giờ là 1.8% so với lại cái quý trước đó là quý 4 của năm 2022 đó GDP Hoa Kỳ là 2.6 có nghĩa là gì? Có nghĩa là GDP sẽ cho thấy nền kinh tế đã chậm lại chúng ta không biết được GDP có mức 1.8% như là ước tính hay không nếu như mà GDP còn dưới con số 1.8% này nữa đó nghĩa là tình hình kinh tế Hoa Kỳ đó bất ổn hơn nhiều so với những gì mà người ta đang nghĩ đến. Và nếu như mà hơn 1.8% nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang rất là tốt ký đó nữa là cũng cùng ngày chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến cái số lượng người mà khai thất nghiệp các bạn Thì ước tính bây giờ đó lại tăng thêm 5.000 người nữa Chúng ta đã thấy được là cái tuần vừa rồi là có 245.000 người khai thất nghiệp Có nghĩa là những người này họ bị thất nghiệp Sau đó là họ gọi điện hay là họ lên trên trang web để có thể điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp Thì 245.000 của tuần vừa rồi đã cao hơn so với cái mức trung bình chúng ta thấy mấy tháng qua. Đợt này đó, ước tính lại còn sẽ cao hơn nữa 250.000. Và ngày thứ sáu của tuần sau chúng ta sẽ có cái công bố liên quan đến phần trăm lạm phát PCE. Đây là các phần trăm lạm phát mà uh, Chủ tịch John Powell quan tâm đến nhiều hơn là CPI. Nhưng mà hai cái chỉ số lạm phát này nó cũng đi song song với nhau thôi các bạn. Chúng ta thấy được là CPI đã giảm thì PCE ước tính vẫn sẽ giảm luôn. Và đây là những cái thông tin cuối cùng trước khi mà chúng ta có cuộc họp kế tiếp của Fed vào ngày 3 tháng 5 có nghĩa là một tuần sau đó các bạn tất cả những gì chúng ta vừa nói đến đều sẽ là những yếu tố dẫn đến Fed sẽ có quyết định như thế nào hiện bây giờ đó thì hầu như là 90 phần trăm các bạn 89.1 phần trăm của hợp đồng tương lai nhiên về là Fed sẽ tăng 0.25 phần trăm nữa đây là cái điều mà hầu như mọi người đã chấp nhận rồi Fed sẽ tăng một đợt nữa nhưng sau đó sẽ giữ lãi suất thì giữ lãi suất bao nhiêu lâu các bạn dựa theo hợp đồng hiện bây giờ đó Thì nó khác một chút so với trước đây Trước đây đó thì mọi người nghĩ là Fed giữ lãi suất tới khoảng chừng là tháng 7 mà thôi Nhưng mà các bạn thấy rất rõ ràng là đến tháng 7 của năm nay đó Thì hợp đồng 60% vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ giữ lãi suất ở cái mức 5 cho đến 525 Có nghĩa là cái mức sau khi tăng 0.25 trong cái cuộc họp kế tiếp Mãi cho đến khi nào? Mãi cho đến khi chúng ta đến thời điểm của tháng 11 của năm nay đó thì phần lớn mọi người mới nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất. Điều này đã trì hoãn các bạn thấy được từ tháng 7 tháng 11 để trì hoãn thêm 4 tháng vừa theo hợp đồng hiện bây giờ. Thường cũng không rõ là lý do tại sao mà lại có một cái sự thay đổi lớn như vậy tại vì mấy tháng qua đây chúng ta thấy được là phần lớn mọi người kỳ vọng là Fed sẽ có cái sự thay đổi về chiến lược lãi suất vào tháng 7 của năm nay khi mà Fed sẽ giảm lãi suất nhưng mà bây giờ đó đẩy lùi tới tháng 11 lần đây là cái thông tin mới nhất liên quan đến à, lãi suất và hợp đồng CMB. Rồi chúng ta cũng có hàng loạt những công ty sẽ công bố à, thu nhập quý 1 vào tuần sau các bạn. Trong đây chúng ta có một số những thông tin à, cũng nổi bật. chúng ta sẽ có Google, Microsoft, Visa à, sẽ công bố vào ngày thứ ba. Chúng ta cũng có Spotify công bố cùng ngày. Rồi à, chúng ta sẽ à, thấy được là ngày thứ tư đó chúng ta sẽ có Meta, Roku. À, ngày thứ năm chúng ta có Amazon, Intel, chúng ta có Mastercard và ngày thứ sáu chúng ta có những công ty xăng dầu như là Exxon Mobil và Chevron nói chung cũng là một, một tuần mà sẽ có nhiều những công ty công bố quý 1 Điều thú vị hơn nữa là thùng muốn xem coi là ngày thứ ba McDonald's sẽ công bố quý 1 như thế nào. Nếu như mà cái thu nhập quý 1 của họ cực kỳ tốt đó thì đó là một điều không tốt đối với lại à, nền kinh tế các bạn. Tại vì thường khi mà người ta muốn tiết kiệm tiền đó, người ta cảm thấy không ổn thì người ta sẽ đi ăn ở những cái quán ăn rẻ tiền hơn và thường đó nhận là những quán ăn bán đồ ăn nhanh và McDonald's là đương nhiên là một trong những chuỗi ăn nhanh rất là lớn ở Hoa Kỳ các bạn. Nếu như mà nhiều người ăn McDonald's à, thì à, có khả năng là nhiều người đang gặp vấn đề tài chính. Và các bạn có biết là CEO của Google Sundar Pichai đã có cái thu nhập cực kỳ cao năm 2022. Đây là tổng thu nhập các bạn, nghĩa là cái thu nhập này đã tính hết tất cả tiền lương cộng với lại hoa hồng cộng với lại uh, cổ phiếu mà công ty tặng thì tổng cộng là 226 triệu. Thôi chia sẻ tại vì cảm thấy cái con số này nó rất là cao các bạn. Cao cỡ nào? Khi mà chúng ta so sánh với lại Jamie Diamond của ngân hàng Chase uh, thì các bạn thấy được là năm ngoái đó Jamie Diamond thu vào được là 34.5 triệu đô la. Các bạn thấy được là đây là CEO của ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ à, thu nhập chắc chắn là không bằng <laughs> CEO của Google rồi các bạn. Những cái công ty công nghệ đó thì thu nhập của họ tốt hơn nhiều. Rồi chúng ta cũng có cái à thông tin là những quốc gia trong cái nhóm BRICS đó, Nhóm BRICS này các bạn hãy nhớ là trong đây có những quốc gia là Brazil, nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi Thì đã có nhiều cái dẫn chứng cho thấy những quốc gia này đã họ đang thu mua rất là nhiều vàng Các bạn chi tiết hơn đó là chúng ta nhìn thấy được ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã liên tiếp thu mua vàng 4 tháng và họ đã tăng 102 tấn vàng và tăng cái số dự trữ lên là 2050 tấn vàng. Nhưng mà Trung Quốc không phải là một quốc gia duy nhất liên tục tích lũy vàng đâu các bạn. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, chúng ta có Singapore, uh, Turkey, đây là những quốc gia mà tích lũy vàng tháng vừa rồi nhiều hơn cả Trung Quốc. Ngược lại đó chúng ta cũng có những quốc gia bán vàng như là Kazakhstan hay là Uzbekistan. Thì nếu như mà so sánh đó, thì chúng ta thấy được là bây giờ dựa theo star uh, The sister đó thì cái quốc gia mà lưu trữ nhiều vàng nhất vẫn là hoa kỳ các bạn và thật ra cái số lượng vàng hoa kỳ lưu trữ nhiều hơn so với những quốc gia khác một cái khoảng cách rất là xa luôn kế Hoa Kỳ đó chính là Germany và đây là cái thống kê của quý 3 năm 2022 tôi không kiếm được cái thống kê mới hơn nhưng mà chúng ta thấy được là bên dưới này là chúng ta mới tới Trung Quốc Trung Quốc đó, xếp hạng thứ 6 trong danh sách này à, tính tới quý 3 năm 2022 họ có 1948 tấn vàng nhưng mà các bạn vừa mới đọc thông tin đó, bây giờ cái số dự trữ của họ đã lên tới hơn 2.000 tấn vàng rồi có nghĩa là họ vẫn đang tích cực tích lũy Tại sao chúng ta lại thấy những quốc gia này là tích lũy như vậy thì tôi nghĩ là một phần đó chúng ta đã thấy là thế giới nó đang à, từ từ thay đổi chúng ta có những cái giao dịch mà không dựa theo đồng đô la nữa tuy đồng đô la bây giờ vẫn là cái tiền dự trữ quốc tế và chúng ta có rất là nhiều giao dịch dùng đồng đô la 60% bây giờ dùng quốc tế ước tính là dùng đồng đô la nhưng mà cái phần trăm đó đó giảm theo thời gian thì nếu như nói là đồng đô la sẽ bị lật đổ đó tôi nghĩ là thời gian đó sẽ rất là dài nếu như đó xảy ra các bạn không gì chắc chắn đều sẽ xảy ra hết nhưng mà đương nhiên không gì tồn tại mãi mãi nhưng mà điều mà chúng ta có thể thấy được trong tương lai đó là sẽ nhiều quốc gia họ muốn tự sử dụng tiền quốc gia của họ trong giao dịch hơn những thông tin các bạn đọc gần đây đó các bạn đã thấy được là giống như là giữa Trung Quốc với lại nước Nga đó, thì họ muốn sử dụng đồng Trung Quốc và nước Nga muốn sử dụng đồng của nước Nga để mà giao dịch lẫn nhau và đây cũng là một trong những điều mà thường cũng đã từng đề cập đến nhiều bạn hỏi là nếu như mà đồng đô la không phải là tiền dự trữ thế giới nữa thì đồng nào sẽ là đồng xoắn ở đồng đô la thực ra thùng nghĩ đó có khả năng là chúng ta đã từ từ rời khỏi cái chế độ đó rồi có thể là đồng đô la là đồng cuối cùng là tiền dự trữ của quốc tế sau đó thì quốc tế sẽ dựa vào những cái tài sản mà không có thể à, tự in ra được giống như các bạn được là đồng đô la thì có thể in ra được tiền pháp định in ra được nhưng mà dựa vào những tài sản như là vàng thì nó lại khác nữa các bạn vàng thì phải đào ra chứ không ai có thể tự in ra được à, cho nên trên căn bản đó sau này có thể là thế giới nó sẽ đi vào một cái chế độ là mỗi quốc gia họ sẽ tự dùng tiền quốc gia của mình để mà giao dịch chứ không dựa vào một cái à, loại tiền khác và để cho người ta chấp nhận tiền quốc gia của mình á thì tiền đó cần phải ít nhiều gì được đảm bảo bằng một loại tài sản khác giống như là vàng cho nên chúng ta mới có thể thấy được là những quốc gia đang tích cực tích lũy vàng đó là cái suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi đương nhiên không có gì chắc chắn như thường vừa chia sẻ với các bạn là đồng đô la sẽ bị thay thế và nhất là thay thế trong thời gian ngắn và cũng không có gì đảm bảo là giao dịch sử dụng tiền quốc gia như vậy đó sẽ à, có một cái sự đồng thuận nhiều quốc gia với nhau tại vì rất là rõ ràng là nhiều quốc gia họ đều hiểu là mình in tiền được người ta cũng in tiền được thì đâu có ai có cái sự tin tưởng lẫn nhau đâu và thuận thì vẫn quan điểm là ngoại trừ chúng ta thấy là quốc gia tích lũy vàng quốc gia cũng sẽ tích lũy BTC tương tự như vàng rồi à, tôi muốn chia sẻ với các bạn à, liên quan tới Coinbase thì Coinbase là một cái sàn đã, đã có từ rất lâu rồi các bạn từ năm 2012 nhưng mà đáng tiếc đó là Coinbase à, tới bây giờ các bạn thấy được là ngoại trừ việc là họ có thể lên được sàn chứng khoán của Hoa Kỳ còn những cái sự phát triển khác nó hầu như đã không như ý muốn và thậm chí bây giờ họ còn bị đe dọa với SEC là sẽ bị kiện thì chúng ta đã được là Coinbase ngày hôm qua đã tới gặp SEC à, nhưng mà hầu như đàm phán không thành công tại vì sau khi mà gặp mặt đó thì Brian Armstrong đã thuyết là cần quốc hội can thiệp à, có nghĩa là những gì mà được nói đến trong cuộc họp này đó không như ý muốn rồi các bạn và trước khi cùng tiếp tục đó các bạn thì được đây là một tấm hình được chụp ở trụ sở của SEC và một lần nữa chúng ta thấy được là Brian Armstrong đã không làm cho thất vọng có một cái kiểu đứng không thay đổi theo thời gian các bạn nhưng mà nói thật đó, thì trở lại thì chúng ta thấy được là sàn Coinbase họ cũng đã có nhiều cái chiến lược rời khỏi Hoa Kỳ giống như là ngoại trừ Hoa Kỳ ra họ muốn cung cấp dịch vụ cho nhiều quốc gia khác và nhất là những dịch vụ liên quan tới phái sinh các bạn chúng ta cứ nghĩ đi một công ty mà đã tham gia thị trường này từ rất sớm từ năm 2012 cho đến bây giờ đó là một công ty mà đáng lý bây giờ đã phải cực kỳ đồ sộ Coinbase đương nhiên là một sàn rất lớn nhưng mà so với lại thành tựu của những cái công ty như là Binance thì Coinbase thực sự đã quá chậm trong khi Binance năm 2017 tới bây giờ đã, đã trở thành sàn lớn của quốc tế rồi và đặc biệt hơn đó Binance có rất nhiều thu nhập và nhất là thu nhập đến từ những cái dịch vụ phát sinh trong khi mà sàn Coinbase Hoa Kỳ lại không có được có những dịch vụ đó thậm chí khi mà họ muốn có sản phẩm ơn người ta gọi để lấy lại đó thì ngay cả sản phẩm đó cũng bị bác bỏ bởi SEC cho nên bây giờ Brian Armstrong đã có nhiều cái chiến lược là sẽ phát huy ra khỏi Hoa Kỳ à, tại vì họ đã quá mệt mỏi chờ đợi à, luật đến từ quốc hội các bạn đến bây giờ quốc hội vẫn không có ra luật các bạn đang thấy được là gần đây đó, thì ở châu Âu cũng đã ra cái uh, luật Mica. Tuy là có nhiều phần trong đó không như là chúng ta mong muốn nhưng mà ít nhiều gì luật cũng đã có và đã rõ ràng hơn và những công ty họ sẽ biết cần phải làm gì để tuân thủ theo luật và thị trường như vậy mới bắt đầu phát triển được các bạn cũng giống như là những ngày đầu tiên khi mà chúng ta có xe hơi đó mà chúng ta chưa có luật giao thông à, thì cái ngành xe hơi không phát triển như là bây giờ được khi mà có luật giao thông rồi đó mọi người biết làm sao để lái xe hơi an toàn làm sao để theo quy định à, thì sau đó ngành ô tô mới phát triển mạnh mẽ được thì crypto cũng như vậy đáng tiếc là điều đó đã xảy ra nhiều quốc gia nhưng mà không phải là ở hoa kỳ và gemini đó cũng muốn theo gót chân của Coinbase Gemini ngày hôm nay họ đã đưa ra một thông báo là họ sẽ có một sản phẩm mới gọi là Gemini Foundation thì đây là một cái sàn giao dịch mà sẽ cung cấp dịch vụ cho những quốc gia khác ngoại trừ người Hoa Kỳ à, trong đó họ đưa ra một loạt những quốc gia như là Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ, Argentina vân vân rất nhiều ở đây nhưng mà đặc biệt là các bạn thấy được là Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà sẽ được cung cấp dịch vụ à, bởi công ty Gemini Foundation có nghĩa là họ cũng muốn rời khỏi Hoa Kỳ giống như sàn Coinbase họ không muốn chi dựa vào Hoa Kỳ nữa Hoa Kỳ có thể mãi mãi là một phần của sàn Coinbase nhưng mà thu nhập sau này họ muốn đa dạng hóa hơn và nhất là khi ra Hoa Kỳ đó thì họ sẽ có thể có được những sản phẩm như là futures mà ở Hoa Kỳ họ không có thể đưa ra sản phẩm đó được thì bây giờ rồi thường cũng có một cái video ngắn, à, thùng muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một cái video liên quan tới buổi điều trần à, về stablecoin ngày 19 tháng 4 mới đây. À, thì trong video này đó chúng ta sẽ có hai người. Thứ nhất là Adrian Harris, đây là giám thị của bộ trình vụ tài chính của bang New York và cái người mà hỏi Adrian Harris đó chính là dân biểu Maxine Waters. À, và điều các bạn thấy ở đây đó là Giám thị của Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York đã nói rõ ra sự thất bại của ngân hàng Signature không liên quan gì đến crypto trong khi mà dân biểu Maxine Waters cố đổ lỗi cho crypto tại phiên điều trần này để thuận cho các bạn xem cái video clip này. And I want to take a, a, moment or so to understand that uh, what happened uh, with uh, the, one of the biggest bank, biggest bank failures in, in the country as it relates to cryptocurrency, if I may. Absolutely, ma'am. It is a misnomer that the failure of Signature Bank was related to crypto. What we saw with Signature Bank is that it had a new fashioned bank run, and the outflow of deposits uh, were from a broad depositor base, including wholesale food vendors, uh, fiduciaries, trust accounts, law firms. And in fact, the outflow of crypto deposits were in exact proportion to their representation in the depositor base overall. Uh, and in fact, some of those deposit outflows were actually pre planned. So it's, of course, unfortunate that there was a run on the bank in, at Signature prompted by what we saw with, with SVB. Um, but it is not the case that the failure of Signature was related to crypto. Uh, again, um... cho dù đã giải thích rõ ràng như vậy, các bạn thấy được là Maxine Waters vẫn tiếp tục muốn gắn cái lỗi đó vào crypto. Why is it um, understood or believed uh, that it was certainly related to cryptocurrency? How do you absolutely excuse cryptocurrency from being a part of the problem of signature that caused it? Um, to be in the situation that it was. It had to be closed down. Yes, ma'am. I think uh, it is part of what has transpired with social media and other things. It is true that Signature banked a healthy proportion of crypto customers. About 20% of its depositor base was crypto com uh, companies. They were known and had announced previously that they were de-risking from the crypto space. But again, the run we saw on the bank that Friday evening, about 20% of the deposits left the bank. 20% of that 20% was crypto. The rest were normal commercial customers with uninsured deposits that were leaving the bank. And so we did not see the collapse as a result of crypto deposits and their instability there. It was a broad base of depositors that left the bank. The crypto depositors that left the bank were in exact proportion to their depositor base. Uh, and so it really was just a, a new fashion bank run prompted by what happened with SVB. không biết là Max Water có vấn đề gì với crypto mà cứ muốn gắn cái đó vào crypto cho bạn được các bạn <laughs> Rồi, um, Thuận muốn dành cái phần cuối của video này để mà cập nhật với các bạn về mục đầu tư crypto của Thuận Tính tới sáng ngày hôm nay đó thì cái phần đầu tư crypto thì các bạn thấy được là phần lớn Thuận lưu trữ bây giờ vẫn là BTC 66.92% Phần lớn thứ nhì cũng không gì gọi là quá bất ngờ đó chính là Ethereum các bạn Ethereum là 20.64% hiện bây giờ và cái mà thường muốn làm đó chính là đẩy cái phần trăm của Ether nhiều một chút các bạn tại bây giờ cái sự mất cân bằng đó là có quá nhiều BTC Thuận muốn có nhiều Ether hơn à, khoảng chừng 25% các bạn so với 20% hiện bây giờ à, chúng ta có BNB chiếm vị trí thứ ba là 7.2% chúng ta có Cardano chiếm vị trí thứ 4 là 2.7%, kế đó là những phần trăm nhỏ hơn như là XRP 0.8%, MADIC 0.6%, Doge 0.7% và Solana là 0.4%, còn lại khoảng chừng 0.07% là những đồng nhỏ khác các bạn cũng không có đáng để để gặp đến tại vì cái phần trăm nó rất là nhỏ. Đó là cái phần trăm phân bổ của những crypto hiện bây giờ. Nhưng mà crypto tính chung đó So với tổng tài sản của Thuận thì ở mức là 57.1%. À, chúng ta có tiền mặt bây giờ Thuận lưu trữ là khoảng 16%. À, chúng ta có cổ phiếu Thuận lưu trữ là khoảng 3.8%. Và những tài sản khác là khoảng chừng 23.1%. Thì trạng thái hiện bây giờ của Thuận đó là Thuận vẫn đang trung bình giá Ethereum mấy tuần qua. Như bạn cũng đã biết là Thuận trung bình giá Ethereum trước khi một cập nhật hai lần Thì Thuận vẫn tiếp tục. DCA Ethereum và khi thích hợp nên thông cũng chuyển một phần BTC qua Ether để nó cân bằng hơn tại vì như thường vừa chia sẻ thường muốn có thêm Ether và giảm mất phần trăm BTC đây là cái update hàng tuần để các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư của thường và thường muốn có một cái sự rõ ràng với các bạn khi các bạn nghe những thông tin thường chia sẻ thì các bạn ít ra nắm được là thường lưu trữ bao nhiêu crypto trong tài sản à, thường lưu trữ bao nhiêu phần trăm BTC, Ethereum vân vân để các bạn có thể tự đưa ra quyết định à, về thông tin thường chia sẻ và thông tin tuy nhiên chỉ dùng để mà tham thảo mà thôi không phải lời khuyên đầu tư vì mỗi người sẽ có một vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau những đồng mà thường không có lưu trữ không có nghĩa là xấu vì nào mà thường đang đầu tư cũng không nghĩ là tốt đó là quan điểm của mỗi bạn mà thôi nhưng mà điều quan trọng hơn đó là thường luôn đi theo một số những quy định mà thường đặt ra cho bản thân của mình mà thường thường hay nhắc lại với các bạn à, để các bạn có thêm thông tin thứ nhất đó là đừng tin ai trong thị trường này cho bạn có thể tin tưởng một ai đó tại vì người đó thực sự là muốn các bạn tốt muốn các bạn đầu tư vào cái gì đó tại vì họ sẽ tin tưởng nhưng mà họ vẫn có thể sai cho nên đừng tin ai và kế đó các bạn tự tìm hiểu là Tốt nhất các bạn, bây giờ là năm 2023 rồi, thông tin crypto ở đâu cũng có hết các bạn, nó không giống như hồi xưa nữa, hồi xưa đó tìm hiểu không crypto đó rất là khó, bây giờ tìm hiểu dễ hơn nhiều. Cái đó là tự dụng crypto, lý là sao các bạn đã biết rồi, những sự kiện năm ngoái à, đã đủ để chứng minh tại sao các bạn nên tìm hiểu tự dụng crypto. Và cái đó là nhớ chúc lời các bạn, nếu các bạn không chúc lời, người khác sẽ chúc lời giùm các bạn phân bổ vốn rất là quan trọng. Tại vì nếu như các bạn đầu tư mà không phân bổ vốn, lợi như các bạn đầu tư vào một đồng như là Luna thì sẽ ra sao, sao các bạn? Chứ như các bạn có chung bình giá thì cũng không có kết quả. Không vay mượn đầu tư đã là một cái gì đó nó rất là căng thẳng rồi. Nếu các bạn vay mượn thì các bạn lại càng sẽ căng thẳng hơn nữa, sẽ dẫn đến nhiều quyết định sai lầm và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh này. Và chúng ta sẽ ở phần cuối video này cùng nhau để mà trung bình giá account demo Các bạn đã nhớ đây là một cái account demo thuận uh, tạo ra để cùng các bạn trung bình giá Để các bạn theo dõi quá trình trung bình giá là như thế nào Thì cái account demo này đó chúng ta đã có từ tháng 4 của năm ngoái Có nghĩa là hơn một năm rồi các bạn hơn một năm rồi và chúng ta bắt đầu trung bình giá BTC là mức là 46.600 đô và Ethereum thường nhớ là khoảng 3.500 đô các bạn chúng ta trung bình giá ở cái mức rất là cao và càng trung bình giá giá càng xuống thì tôi đã chia sẻ với các bạn đó là khi các bạn trung bình giá điều các bạn muốn thấy là trung bình giá ở những mức rẻ hơn chứ không phải là trung bình giá mà giá nó cứ tăng các bạn trung bình giá hiệu quả nhất là trong cái thời điểm downtrend và tuy giá bây giờ so với cái mức chúng ta bắt đầu đã cách khoảng cách rất là xa rồi Chúng ta bắt đầu từ 46.000 đô cho BTC và 3.500 đô cho Ethereum Nhưng mà hiện bây giờ account này vẫn đang có lời là 21.97% các bạn Cho các bạn thấy được là kết quả trung bình giá dài hạn ra sao Và chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi Trung bình giá chỉ mới một năm thôi các bạn Trung bình giá nhiều năm các bạn sẽ thấy được là cái uh, sự lợi hại của trung bình giá dài hạn là ra sao Miễn là các bạn theo quy tắc trung bình giá miễn là các bạn trung bình giá đúng tài sản và các bạn đảm bảo nguồn tiền trung bình giá rồi chúng ta bây giờ hãy trung bình giá à, 100 đô Ethereum và 100 đô BTC cũng như là hàng tuần thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.00361 BTC ở mức giá 27.672 hiện bây giờ thì chúng ta sẽ bấm submit rồi chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với Ethereum thì ở mức là 1874 đô đó 100 đô Chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0053 Ether mà thôi Thôi sẽ bấm submit Và coi như chúng ta đã chung bình giá xong cho account demo này Các bạn thực đây là cái chung bình giá ngày hôm nay cho uh, BTC 100 đô Và đây là cho Ethereum 100 đô Và cái mức trung bình mà chúng ta đã có cho Ethereum một năm qua đó Thì mức trung bình giá đó chính là 1562 Còn về BTC đó thì cái mức trung bình giá chúng ta có là 22.554 và tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại để mà chung bình giá Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thêm những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những cái vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Và như người nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và tôi hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.